Trong khi món nướng sắp xong thì ngoài kia có người bắt được món ăn mới. Con nhum, còn gọi là cầu gai. Nếu như câu cá dễ như chơi thì bắt nhum lại khác. Người không biết cách làm nước động mạnh, nhum sẽ bám thật chắc vào mặt đá, khó lòng lôi ra được. Nhum có gai nhọn trên lưng dài từ 2 đến 5 cm, mà nó có thể bắn vũ khí ấy ra khỏi mình xa tới vài gang tay, làm xây xát da thịt và nhiễm độc. Đi Phú Quốc ăn chơi thì không thể bỏ qua các món ốc, bởi vì người ta nói vui Phú Quốc là kinh đô của nghêu sò ốc hến. Đi lang thang trên bãi biển, ngó xuống xiên tay cũng có thể vớt vài chục con ốc đắng, ốc ngựa ăn cho vui miệng. Còn theo tàu nhỏ hay thuyền thúng chồng chền qua mấy gành đá, bằng mắt thường cũng có thể thấy ốc lồ lộ dưới làn nước trong xanh. Chùm gai của con nhum bao quanh còi loãng màu vàng gần như gạch cua, nặng mù tạt hoặc chanh vô nhum là ăn được, thịt nó rất ngọt và béo. Nếu trả lời bãi biển đó nằm ở đâu trên đảo Phú Quốc thì người dân thường định theo hai hướng gọi là mặt. Mặt nam hay mặt chướng. Nam là hướng gió mùa tây nam nhiều mưa, và chướng là mùa gió bất không mưa. Làng chài Hàm Ninh ở mặt chướng, nơi mỗi sáng thấy mặt trời lên. Suốt mùa nam ở đây biển lặng, đổi lại mùa chướng thì trời thổi sóng to. Dùng biển Hàm Ninh giáp với Hà Tiên, nguồn nước biển xa với nước sông từ trong đất liền đổ ra tạo một sinh thái biển lợ. Làng chài Hàm Ninh nổi tiếng với nghề đánh lưới bắt gẹ. Gẹ Hàm Ninh ngon hơn các vùng khác vì nó sống trong vùng sinh thái biển lợ có cát pha với bùn. Cũng như nhiều món hải sản khác, món ngon nhất của gẹ là luộc tươi. Những khi tối trời không trăng là lúc gẹ cái có nhiều gạch, thịt săn chắc. Ngoài thời điểm đó, con gẹ ốm nhẹ cân, người ta gọi là gẹ ốp, thịt bở ăn không ngon. Nếu gặp dịp không trăng, ghe lưới vừa cập bến, gẹ vừa gỡ trong lưới ra rồi luộc ăn ngay là tuyệt nhất. Nếu nhìn con ghẹ trong nồi im lìm từ từ đổi màu từ xanh sang đỏ trong nước sôi thì khi ăn sẽ ngon hơn. Ghẹ là một món ăn ngon nhưng không vận chuyển tươi sống đi được, nên người ta phải luộc, gỡ lấy thịt và đông lạnh. Thịt ghẹ Hàm Ninh thường được xuất khẩu tiểu ngạch sang Campuchia để vào các nhà hàng sang trọng. Nếu không sợ lạ bụng mà thưởng thức món ghẹ tái giấm thì rất đáng một lần ra Phú Quốc và đến làng chài Hàm Ninh. Không ai dùng ghẹ thở oxy vài ngày đem tái giấm cả vì thịt không ngọt. Ghẹ còn sống, mắt ghẹ còn long lanh. Khi chế giấm vô, mấy ngoe ghẹ còn đậm đậy, đó sẽ là món ngon. Còn những chú ghẹ lột, vừa thay da lột vỏ, cũng mới bắt lên từ biển, tươi rói mà đem lăn bột chiên giòn thì lại là món ăn ngon khác. Phú Quốc không có cua gạch son ăn ngon như Cà Mau, Bạc Liêu, mà chỉ có cua đá. Bù lại, hòn đảo lớn nhất nước này có ghẹ và rất nhiều thứ ốc như một nguồn đặc sản của biển. Ghẹ tươi có thể làm ra nhiều món ngon, từ đơn giản như luộc đến chiên, xào, nấu lẩu,
mà cách nào thịt ghẹ cũng là thành phần chính để làm vị ngọt tự nhiên. Ta mời anh mà cứ đưa trong xã anh hoài. Thôi ngon lành. Chị dùng thử đi chị. Mình đi chơi với ai. Ở thêm mấy ngày nữa chứ anh. Cái bột này làm mặn gì? Nó cái màu nó cũng đẹp. Màu đẹp lắm. Chưa lấy anh cái gì nữa. Được á. Dân. Để xử lý slow motion. Nhà thơ Hữu Loan chắc chắn chưa ra Phú Quốc, nhưng khi thấy hình ảnh hoa sim, trái sim của Phú Quốc, chúng tôi nhớ đến bài thơ Màu tím hoa sim của ông. Những đồi hoa sim dài trong